quý vị, nếu như quý vị chúng ta đã từng theo dõi chặng đường của Liên hoan tình khúc Bolero tỉnh Bình Thuận qua các năm, và đây là lần thứ ba chúng tôi tổ chức, thì quý vị chắc hẳn chúng ta cũng yêu mến một vị giám khảo nữ rất là xinh đẹp, rất là duyên dáng của chúng ta. Tôi thấy là có rất là nhiều fan hâm mộ comment vào trong cái trang fan của Bolero chỉ để được lắng nghe giọng hát của Linh Loan và chỉ để ngưỡng mộ Lưu Ánh Loan thôi. Và đó là một cái điều rất là vinh dự khi mà Ánh Loan đã nhận lời về đây để mà cùng làm, cùng ngồi ở vị trí ban giám khảo chung với các vị giám khảo của chúng ta để cùng đồng hành và cùng với phần thi diễn của các thí sinh. Thế thì trải qua những kỳ liên hoan như thế với vị trí của ban giám khảo, thì anh Loan có cảm xúc gì? Và anh Loan có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà làm sao để cho thí sinh bớt run khi mà tham gia dự thi, để thí sinh hiểu rằng ban giám khảo là những người đồng hành với thí sinh, thí sinh có thể yên tâm mà trình bày tốt nhất phần thi diễn của mình không? Trước tiên thì cho phép Lưu Loan xin được gửi lời chào đến tất cả quý lãnh đạo cũng như là quý khán giả thân thương đang xem chương trình tối hôm nay. Và theo như MC hỏi thì thật sự mà nói Lưu Loan cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn ban lãnh đạo của tỉnh Bình Thuận chúng ta đã cho Lưu Loan có cơ hội được góp mặt trong ban giám khảo qua hai kỳ thi là Liên hoan tình khúc Bolero của tỉnh Bình Thuận. Và hôm nay Lưu Loan hiện diện ở đây chính là nhờ sự thương mến của tất cả quý vị khán giả đã dành những ưu ái và yêu mến tiếng hát của Lưu Loan. Và điều đó đối với một người nghệ sĩ là một cái điều vô cùng rất là hạnh phúc. Và Lưu Loan xin được tri ân những tình cảm của tất cả quý vị rất nhiều, cũng như quý lãnh đạo và tất cả các khán giả thân thương đã cho Lưu Loan được góp mặt, góp tiếng hát và có thể chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình trong 17 năm theo nghề đến tất cả các thí sinh của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của ca sĩ Lưu Loan. Thế thì nếu mà có một lời chúc để Ánh Loan gửi đến cho 10 bạn thí sinh đang rất là rung ở bên trong cánh gà kia, thì Ánh Loan gửi đến các bạn lời chúc như thế nào? Thì theo như kinh nghiệm đi hát nhiều năm thì kể cả mặc dù là Lưu Loan là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà không phải lần biểu diễn nào cũng đều hoàn hảo, nên Lưu Loan nghĩ đối với tất cả thí sinh cũng vậy, chúng ta khi ra sân khấu thì chúng ta cứ thể hiện hết mình, nếu mà được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tại vì mỗi lần ra sân khấu thì chúng ta sẽ có những cái cảm xúc khác nhau, không phải là lúc nào chúng ta cũng có điều có thể là hát hay hết. Chúng ta trong cuộc đời chúng ta thì không phải là chỉ riêng ca hát, mà tất cả làm bất cứ việc gì thì chúng ta cũng sẽ gặp đôi chút trục trặc trong cuộc sống. Dạ. Và Lưu Loan cảm thấy ví dụ như nếu mà chúng ta có gặp sự cố, có quên lời hay là cảm thấy không tự tin, thì chúng ta cứ mỉm cười và tiếp tục thể hiện. Tại vì ai thì cũng có những cái khuyết điểm, và những cái sự cố đó giúp chúng ta cố gắng và hiểu biết hơn nữa, để chúng ta lần sau mình sẽ cố gắng hơn nữa để thể hiện tốt hơn. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Lưu Ánh Loan, và chắc chắn rằng các thí sinh của chúng ta sẽ rất là tự tin sau những cái chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì xin mời ca sĩ Lưu Ánh Loan cùng với các vị trong ban giám khảo, chúng ta sẽ lên sân khấu để nhận hoa như một lời tri ân cảm ơn từ ban tổ chức, các vị đã đồng hành cùng với chương trình. Trân trọng kính mời vị giám khảo tiếp theo lên sân khấu. Trân trọng kính mời nhà thơ nhạc sĩ Đỗ Quang Vinh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, trưởng ban giám khảo. Và trân trọng kính mời nhạc sĩ Giao Tiên đến từ Khánh Hòa, thành viên ban giám khảo. Trân trọng kính mời nhạc sĩ Đài Phương Trang đến từ thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên ban giám khảo. Trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Hương đến từ Ninh Thuận, là thành viên ban giám khảo. Và ca sĩ Lưu Ánh Loan đang đứng trên đây đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cũng là thành viên ban giám khảo. Trân trọng một lần nữa kính mời các vị trong ban giám khảo, chúng ta cùng lên sân khấu để nhận hoa từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời ông Ngô Minh Chính, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sẽ lên sân khấu tặng hoa cho ban giám khảo. Trân trọng kính mời ông. Dạ, sáng nay cho phép Lưu Loan xin được cảm ơn ban tổ chức đã dành cho Lưu Loan một sự ưu ái là được làm giám khảo chung với hai nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam chúng ta, là nhạc sĩ Đài Phương Trang và nhạc sĩ Giao Tiên. Dạ, Lưu Loan là một trong những ca sĩ mà hát nhạc của hai chú nhiều nhất. Xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Và xin cảm ơn ông Ngô Minh Chính, và xin cảm ơn các vị trong ban giám khảo đã đồng hành cùng với Liên Hoan. Trân trọng cảm ơn cô bó hoa tươi thắm mà ban tổ chức chúng tôi gửi tặng cho nghệ sĩ ưu tú Kim Hương ạ. Và xin cảm ơn cô đã đến và những tình cảm thân
để dành tặng cho phần thi diễn của các thí sinh. Một lần nữa chào đón và trân trọng cảm ơn sự có mặt của ban giám khảo.